Mua kimbap được khuyến mại thêm móc sắt làm thủng dạ dày, chủ quán biếu 2 triệu rồi biến mất. Mới đây, vụ việc xảy ra tại một quán ăn Hàn Quốc ở Hà Nội đang khiến dân mạng vô cùng xôn xao. Một cư dân mạng với tài khoản Facebook THH đăng đàn trong hội nhóm review tố món kimbap ở quán này có móc sắt đã mắc vào dạ dày của chị gái H khi dùng bữa ở cuối tháng 2 năm 2021. Lập tức, bài tố đã khiến cư dân mạng tranh cãi sôi nổi. Xin trích dẫn chia sẻ của THH như sau. Không biết là do quán làm ăn tắc trách hay do chị gái mình đang gặp hàng tam tai nên ăn miếng kimbap bị rách cả dạ dày vậy cả nhà. Sống giữa thời đại 2021 mà giờ quán kimbap còn có cả móc cầu sắt trong nhân mà ST tên quán ăn cũng không nhìn thấy à. Hay đầu bếp bị lát như nào thì nói một câu thôi. Chị mình sai một chuyện duy nhất là đói quá, ăn không nhai, nuốt một miếng kimbap mà nhập viện vì quá đau bụng các bạn ạ. Đi nội soi mới thấy có cái móc sắt to đùng đang cắm vào dạ dày phải gấp ra, để lâu chút nữa thì không biết còn nguy hiểm đến thế nào. Vậy mà đại diện quán cho người đến không câu xin lỗi và vứt ở nhà mình 2 triệu. Ok, 2 triệu Việt Nam đồng nó to quá so với nỗi đau. Còn để lại câu nói, lỗi không hoàn toàn do quán. Giờ bảo đến lấy lại 2 triệu cũng bên lát, nhắn tin gọi điện không thèm trả lời. Đúng là không có tâm, tốt nhất đừng mở hàng ăn, đồ ăn vào người đấy chủ quán ạ. Mong bạn đọc được những dòng này và mình đợi một lời giải thích từ bên bạn từ 27 tháng 2 đến giờ rồi, chứ không phải là đến khoảng 2 triệu rồi bên lát vậy đâu. Mọi người ơi, cái móc sắt qua camera nội soi thì nó to chứ ở ngoài nó bé lắm ạ. Nên nó ở trong miếng kimbap chị mình chỉ nhai qua nên mới không thấy ạ. Và mình đăng lên để mọi người chú ý ăn nhớ nhai kỹ và chọn quán mà ăn nữa, vì cái mình khó chịu ở đây là cái thái độ với khách hàng của quán này, chứ nếu thiện chí đến xin lỗi và nhận lỗi thì đã không có gì để nói. Theo đó, gia đình H order một loạt món từ quán vào ngày 27 tháng 2. Sau bữa tối, chị gái H là chị N phải nhập viện vì đau bụng. Kết quả nội soi cho thấy một mảnh móc sắt trong dạ dày. Khi liên lạc với quán, đại diện quán tới nhà H chỉ đưa 2 triệu và không nói lời xin lỗi. H không hài lòng với cách xử lý, muốn gửi lại tiền thì quán mới xin lỗi. Tuy nhiên, sau đó, phía quán có thái độ lảng tránh, chỉ trả lời cộc lốc bằng tin nhắn báo số tài khoản, H đã chuyển khoản trực tiếp lại số tiền đền bù. Sau khi vụ việc được đăng đàn, dân mạng vô cùng xôn xao. Miếng móc sắt kiểu trong búi cỏ son nồi ý mọi người, nghĩ mà rợn họng. Kể cả chi bạn không nuốt vội thì nhai cũng rất mồm, nguy hiểm quá. 2 triệu nhưng có thái độ đúng đắn đã là chuyện khác. Đây bơ là quá thiếu tôn trọng khách hàng nên người ta mới bù lu bù loa thế này. Nguy hiểm quá, dù vậy ăn uống cũng cần để ý chứ chẳng biết thế nào mà lần. Bên cạnh các ý kiến phê phán, một số cư dân mạng đặt ra nghi vấn về trường hợp chị gái H có thể nuốt móc sắt không phải do kimbap từ quán, do bữa tối từ ngày 27 tháng 2 tới 15 giờ ngày 1 tháng 3 mới nội soi. Một số người khác thì hết sức cảnh báo tới mọi người xung quanh phải ăn uống kỹ lưỡng, không nuốt vội tránh chuyện không hay. Cô nàng cho biết đến giờ này chị gái cô vẫn buồn và chờ đợi câu trả lời thỏa đáng từ phía quán ăn. Phía gia đình rất bức xúc, đến khi bài đăng được chia sẻ vẫn chưa nhận được động thái mới từ quán ăn S. Khi liên lạc với quán ăn S, chúng tôi được đại diện khẳng định rằng có đầy đủ bằng chứng thông tin rằng quán không làm vậy và sẽ có phản hồi về vụ việc trong thời gian tới. Tuy sự cố đã xảy ra hơn một tháng, nhưng đến bây giờ, gia đình Trang mới lên tiếng công khai trên mạng xã hội vì chủ quán cố tình tỏ thái độ vô tâm, không hồi đáp lại. Trang cho biết chị gái cô vẫn giữ lại những bằng chứng về cuộc nói chuyện với chủ quán. Phía chủ quán cũng chưa có cuộc đối thoại trực tiếp nào khiến chị gái H cảm thấy thoải mái sau khi suýt bị thủng da dày. Lý do tại sao chủ quán lại gửi biếu 2 triệu thì gia đình H không biết rõ. H tiết lộ, chi phí khám và nội soi gấp miếng sắt ra hôm đó nhiều hơn hẳn so với con số 2 triệu. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại thì phía quán ăn cũng chưa có phương án đền bù nào cho sự cố ảnh hưởng đến sức khỏe của chị N. Chị H cho biết thêm, bữa kimbap hôm đó còn có cả trẻ em, nhưng may mắn em bé không ăn phải miếng có móc sắt. Nếu hôm đó em bé nhà mình ăn trúng thì không biết hậu quả xảy ra thế nào. Người lớn còn chịu đau được, chứ trẻ con sao chịu nổi. Vậy mà quán lại cư xử vô trách nhiệm như thế. Ở diễn biến khác, trang fanpage của quán ST đã bị cư dân mạng tấn công dồn dập, liên tục bị đánh giá là bán đồ ăn mất vệ sinh, thái độ kém. Thậm chí phần đánh giá của quán còn lưu lại khá nhiều nhận xét đầy tức giận của khách hàng cách đây 1 đến 2 năm. Nhiều người cho rằng quán không nên xử lý sự cố bằng cách mất tích và im lặng với khách hàng như vậy.